Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Rossi Việt Nam đến trải nghiệm buổi lắp đặt sản phẩm cho các nhà hàng, khách sạn, trường học và các nhà bếp lớn. Các thiết bị bếp công nghiệp có mẫu mã đa dạng, thiết kế sang trọng, có độ bền cao cùng vẻ sáng bóng, bền đẹp, thách thức thời gian, giúp cho công việc sơ chế của chúng ta sẽ trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Nào bây giờ các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi nhé. Đồ cái bát cái đồ, cái bát cái đồ. À trong đây rồi đúng không? À. Kiểu gì là đủ ăn nhiêu rồi. Ba này. Liều bật phát nữa này. Và đây nó bật phát lên được. Chưa đạt nhiệt độ nó bật. Đó. Đấy nước nóng đó cô. Nó bắt đầu là một cắt đi à? Và không cứ kệ nó, cô cứ kệ nó. Khi nó đạt được đấy thì là tiết một cái là bắt đầu. Ai làm thế nào mà mình cho ra được? Dạ. Ra thì cô sẽ lưng lên. Tí trong hướng dẫn thôi. Các bạn vừa xem clip lắp đặt sản phẩm của Rossi Việt Nam. Để đem lại thông tin cho quý khách hàng rõ hơn về sản phẩm, ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý khách chi tiết của các sản phẩm được đề cập trong clip. Ở clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn chiếc tủ cơm 12 khay của hãng Coresta sử dụng điện. Vậy thì để tiếp tục cho chủ đề đấy, ngày hôm nay chúng tôi sẽ review một chiếc tủ nấu cơm 10 khay sử dụng điện cũng do hãng Coresta sản xuất. Mong rằng qua clip này các bạn sẽ có thêm phần kiến thức để lựa chọn ra cho mình một chiếc tủ cơm thích hợp nhé. Thì tôi xin được giới thiệu qua một chút về phần hãng sản xuất cũng như là thông tin của sản phẩm. Coresta hiện đang là nhà sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp số 1 tại Hàn Quốc. Sản phẩm của Coresta có mặt và được tin dùng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam thì các dòng sản phẩm nổi bật như tủ cơm Coresta đã và đang chiếm được cảm tình từ phía người tiêu dùng nhờ vào việc có giá thành rất là tốt, chất lượng sản phẩm ổn định. Với tư cách là nhà phân phối thiết bị bếp công nghiệp số 1 Việt Nam, Rossi đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để đem sản phẩm tủ nấu cơm Coresta về với Việt Nam, tiếp cận với người tiêu dùng. Về chiếc tủ cơm KRRS10DZ của chúng ta ngày hôm nay thì đây là một sản phẩm có kích thước 700 x 600 x 1320, sử dụng điện áp 380V với công suất là 9 kW/h, số khay là 10 khay và sử dụng điện, lượng gạo nấu lên tới 45 cân và số lượng người ăn lên tới đạt mức max là 250 người và thời gian nấu thì chỉ trong vòng 55 đến 70 phút thôi. Một con số rất là ấn tượng phải không ạ? Nếu như mà chúng ta đang phải quản lý một bếp ăn với hàng trăm hàng nghìn suất cơm mỗi ngày thì một vấn đề lớn đặt ra ở đây là làm sao chúng ta có thể nấu được đủ số lượng cơm cho gần đấy người. Vậy thì thật đơn giản, các bạn hãy chọn ngay cho mình một chiếc tủ nấu cơm inox KRRS10DZ của hãng Coresta để giải quyết khó khăn đó một cách đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện nhất. Với công suất nấu lên tới 45 cân và suất ăn đạt mức max là 250 người thì đây quả thực là một người trợ lý tối ưu nhất, một người trợ lý giỏi giang nhất để có thể giúp bạn hoàn thành công việc với hiệu quả cao, kèm theo chi phí vận hành tiết kiệm hơn bao giờ hết. Vâng, một số điện thì chỉ có 1 giờ thì chỉ tiêu thụ 9 kW thôi ạ, mà một lần chúng ta nấu thì sẽ chỉ từ 55 đến 70 phút thôi. Đây là một chiếc tủ cơm KRRS10DZ, là một chiếc tủ cơm thuộc dòng bán tự động, là dòng tủ có các tính năng cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dùng phổ thông. Tủ được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với những tính năng cơ bản và cần thiết cho một thiết bị nấu cơm chuyên nghiệp. Các bạn có thể thấy rằng là đây là một chiếc tủ sử dụng điện, do đó mỗi một chiếc tủ này sẽ có một đường dây điện chờ sẵn, có bánh xe vận chuyển dễ dàng và bền bỉ, van xả đáy cao cấp, gioăng cách tủ chống thoát nhiệt, đồng thời thì cũng giúp vào lượng cơm chúng ta nấu sẽ ngon hơn, thơm hơn, đồng thời không bị mất chất. Và đặc biệt là với những so với những cái loại thiết bị nấu khác sử dụng ga hay củi hay lửa bình thường thì với chiếc tủ cơm điện KRR10DZ này các bạn sẽ không hề tốn gạo, tức là không có cháy trong cơm đấy ạ. Lượng gạo các bạn nấu 100% sẽ được chín thành cơm, chúng ta sẽ rất là tiết kiệm, không chỉ trong khả năng lượng vận hành mà còn tiết kiệm trong phần nguyên liệu nấu là gạo nữa. Và một chiếc tủ nấu cơm như thế này, các bạn ở ngoài công dụng nấu cơm như chính tên gọi của nó thì còn có thể dùng để hấp giò, làm bánh bao hoặc là các loại hấp như hấp bánh giò, bánh chưng, hấp caramel, làm tủ ủ men sữa chua, làm tủ đồ sôi, tủ nấu rượu, tủ hấp thức ăn. Vâng, rất là nhiều công dụng trong một chiếc tủ phải không ạ? Còn đây là hệ thống thanh nhiệt của tủ, có van xả đáy cao cấp, có van cấp nước tự động cao cấp, van xả áp đồng đảm bảo an toàn. Và đây là hệ thống khay cơm của chiếc tủ Coresta KRRS10DZ. Vì đây là dòng tủ 10 khay sử dụng điện nên cũng sẽ có 10 khay đi kèm chiếc tủ cơm các bạn nhé. Thông thường thì một chiếc khay sẽ có kích thước là 60 x 40 x 5 theo chiều dài rộng cao, nhưng mà trong điều kiện gạo có tỷ lệ giãn nở tiêu. Cuối cùng, để biết thêm thông tin về chúng tôi, quý khách hàng tham khảo clip sau. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng với nhau quay trở lại với chuyên mục tư vấn sản phẩm. Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về Rossi Việt Nam, người bạn đồng hành của mọi dự án bếp công nghiệp. Thiết bị bếp công nghiệp là một dòng sản phẩm hỗ trợ các đầu bếp tại các khu bếp, nhà hàng, khách sạn cũng như là bệnh viện và trường học. Những năm qua, tốc độ đô thị hóa và phát triển của Việt Nam ngày một mạnh mẽ thì nhu cầu về thiết bị bếp công nghiệp và máy chế biến thực phẩm ngày càng được chú trọng, mở rộng về chất liệu cũng như nguồn gốc sản phẩm. Nếu trước kia các sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp còn sơ sài và gia công tự phát, thì ngày nay khi đòi hỏi về chất lượng cũng như hiệu quả và công năng, các dòng máy chế biến thực phẩm hiện đại đang góp phần tạo dựng lên những giá trị cho chủ đầu tư nhờ tiết kiệm chi phí cũng như đem lại khả năng nấu nướng và khối lượng lớn thời gian nhanh chóng nhất. Rossi Việt Nam hiện là một trong những công ty đi tiên phong, phân phối và bán lẻ các dòng sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp cũng như máy chế biến thực phẩm. Đứng trước làn sóng xây dựng bệnh viện, trường học, khách sạn và nhà máy trên toàn quốc như hiện nay, Rossi Việt Nam xác định rõ vị trí của mình. Ngoài việc chúng tôi bán lẻ các sản phẩm đến tận tay khách hàng, thì việc đồng hành là nhà thầu phụ cũng như nhà cung cấp cho các chủ dự án và các nhà trúng thầu, các dự án bếp công nghiệp, nhà hàng, khách sạn là một định hướng phát triển quan trọng của chúng tôi. Rossi Việt Nam xác định rõ tinh thần và vai trò luôn là người bạn đồng hành trong mọi dự án, mọi nhà thầu xây dựng cơ bản và hoàn thiện tại Việt Nam với các hạng mục bếp, nhà hàng, bệnh viện, trường học, quán bar. Rossi Việt Nam, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp số 1 tại Việt Nam. Rossi Việt Nam có mối quan hệ thương mại thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất kinh doanh máy chế biến thực phẩm trên toàn thế giới. Phương châm của chúng tôi là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị vận hành với những hiệu quả cùng với các mục tiêu giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, tối ưu đầu tư, khơi nguồn đam mê, kiến tạo sự thành công. Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động thương mại của Rossi Việt Nam với những công ty và tập đoàn sản xuất kinh doanh máy chế biến, thiết bị bếp công nghiệp hàng đầu trên thế giới. Các bạn có thể thấy rằng là đây là đại diện của Rossi Việt Nam đang tham dự những buổi triển lãm, buổi bàn giao công nghệ, ký kết hợp tác với những hãng hàng đầu như là Wallo, Imesa, Skimsen hay là Resto Italia. Danh mục sản phẩm của công ty chúng tôi cũng rất đa dạng, phong phú với hệ thống showroom và kho bãi luôn đảm bảo thời gian và tiến độ thực hiện dự án mà không gây ra phát sinh thời gian cho các bạn hàng. Các sản phẩm chủ đạo của chúng tôi gồm có: thứ nhất đó là tủ nấu cơm công nghiệp, sản phẩm không thể thiếu trong mọi gian bếp. Các bạn có thể thấy rằng là chúng tôi cung cấp rất là nhiều loại tủ nấu cơm, từ dùng ga cho tới dùng điện, từ 6 khay cho tới 24 khay, đáp ứng được tất cả các yêu cầu của các quý khách hàng. Ví dụ như chiếc tủ DVE-210Z hay là tủ DVG-324EQTSX hay là dòng tủ của Coresta, KRRS10DG hoặc là dòng tủ của hãng Wildland, Trang Hê, vân vân, như là chiếc CH-A1000. Còn dưới đây là một số hình ảnh cụ thể của chiếc tủ nấu cơm Đức Việt dòng DVE324Z. Đây là một chiếc tủ nấu cơm điện 24 khay. Loại dòng sản phẩm thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến ở đây đó chính là một chiếc máy sấy bát diệt khuẩn khử độc. Dòng sản phẩm đem lại sự an toàn, đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng cao. Rossi Việt Nam hiện đang phân phối rất mạnh các sản phẩm máy sấy bát diệt khuẩn khử độc của Đức Việt và Coresta, như là dòng máy sấy bát của hãng Đức Việt, mã số DV1000Y, máy sấy bát Đức Việt mã số DV300 ITX, hoặc là dòng máy sấy bát của các hãng như là hãng Trang Hê mã số CHRTD1380BT, hoặc là mã số máy sấy bát CH-ITD 1200B. Còn đây là hình ảnh cụ thể của một số loại máy sấy bát Đức Việt. Trong đây là hình ảnh của chiếc máy sấy bát diệt khuẩn Đức Việt loại 1200 lít, sử dụng điều khiển cảm ứng mã số là DV 1.200 ITX. Loại thứ ba mà tôi muốn đề cập tới đây là dòng bếp ga công nghiệp, thiết bị nấu cơ bản nhất của không gian bếp công nghiệp. Rossi Việt Nam cung cấp rất nhiều mẫu, kèm theo các phong cách bếp nấu Á-Âu khác nhau, tùy theo phong cách của người đầu bếp. Các bạn có thể tham khảo đây là một số hình ảnh của chiếc bếp mã số BGDV2B2C.